Chào các bạn, trên tay mình đang là cái điện thoại Samsung Galaxy S7. Thì Samsung Galaxy S7 là một cái điện thoại khá là dễ thương, nó có màn hình 5.1 inch. Thì nếu mà đứng một mình thì nhìn nó cũng bình thường, nhưng mà nếu mà bạn đặt cái điện thoại 5.5 inch là Samsung Galaxy S7S thì các bạn sẽ thấy là nó nhỏ hơn rất là nhiều. Có vẻ như là năm nay Samsung họ không đưa ra một cái Samsung Galaxy S7 hay là một cái Samsung Galaxy S7S Plus, mà họ loại bỏ luôn cái dòng đó mà họ đưa cái S lên S Plus. Nhưng mà câu chuyện đó chúng ta sẽ chia sẻ sau. Thì cái Samsung Galaxy S7 là một cái điện thoại rất là nhỏ gọn, nó có màn hình 5.1 inch. Màn hình này là màn hình 2K và vẫn theo các hiển thị AMOLED truyền thống của Samsung. Nhưng mà đó không phải là cái điểm đặc biệt của cái điện thoại này. Cái điện thoại này thì Samsung họ thiết kế theo cái kiểu mới. Mặc dù nhìn nó vẫn có cái thiết kế của S6, nhưng các bạn nhìn kỹ thì các bạn sẽ thấy là những cái phần viền xung quanh nó được bao tròn. Và mình có cảm giác là cái khu vực này nó được làm cong một cách rõ ràng hơn so với lại cái Galaxy S6. Nếu mà bạn để, nó giống như là cái cục pin di động của Samsung, cục pin của chạc 2.0 của Samsung hơn. Và cũng giống như là cái thiết kế trên Galaxy Note 5. Thì ở trên cái Samsung Galaxy S7 này, về mặt thiết kế thì ngoài những cái điểm khác biệt để giúp chúng ta cầm nắm dễ dàng hơn, mặc dù bạn vẫn có những cái nhược điểm vào những cái viền ở phía dưới nó hơi khó chịu một chút, thì điện thoại này còn có sự trở lại của khe cắm thẻ nhớ. Ở phía trên này thì bạn sẽ có một cái khay này, các bạn chọn ra các bạn sẽ có hai khe cắm SIM. Tất cả những cái máy Galaxy S7 đều có hai khe cắm SIM cả. Nhưng mà trong trường hợp mà bạn chỉ có một SIM thôi thì các bạn có thể tận dụng một khe làm khe cắm thẻ nhớ. Thì đây là một cái ưu điểm của cái điện thoại này. Ở thế hệ trước thì có vẻ như là Samsung họ bị gặp vấn đề với cái chip điều khiển của bộ nhớ trong, nó không hòa hợp với khe cắm thẻ nhớ nên không thể làm được. Nhưng phiên bản này thì Samsung họ đã làm được rồi. Ở phía dưới thì bạn vẫn thấy là cổng micro USB truyền thống, không phải là cổng USB-C. Đây là một cái điểm mà sẽ làm khá là nhiều người đáng tiếc. Có một cái điểm mạnh khác về mặt thiết kế ở trên cái điện thoại này chính là cái việc mà nó có khả năng chống nước, chống bụi IP68, là một cái tiêu chuẩn chống nước chống bụi có thể nói là tốt nhất hiện tại. Đó là mặt thiết kế. Còn mặt tính năng thì sao? Thì về mặt tính năng, cái điện thoại này được Samsung nói là sử dụng cái chip xử lý mới mạnh mẽ hơn nhiều so với cái thế hệ trước. Mình không có thật sự nhiều đầy đủ thông tin về cái con chip này, bởi vì Samsung họ chưa công bố ở ngày hôm nay. Nhưng mà theo Samsung thì cái CPU nó mạnh hơn 30% và GPU thì mạnh hơn 60% so với cái thế hệ cũ. Thì đây là một cái thay đổi rất là đáng chú ý. Với cái con chip như vậy thì cái máy này hẳn là sẽ bị nóng đi rất là nhiều. Nhưng mà Samsung họ cho biết là họ sử dụng cái ống tản nhiệt bên trong, và ống tản nhiệt đó chỉ dày khoảng 4mm thôi, và trong ống đó có hơi nước. Nếu mà khi nào mà cái máy nóng quá thì cái nước đó nó sẽ chạy vào trong ống tản nhiệt ở khu vực này, nếu mình không làm ở khu vực này, và nó sẽ giải nhiệt cho CPU, và sau đó nó bốc hơi lên thì cái bộ phận bên trong lại thu lại và nó đẩy cái nước bay trở lại tuần hoàn như vậy để cho máy mát hơn. Thì cái cách tản nhiệt này mình nghĩ là giống cách tản nhiệt mà Microsoft dùng trong cái Lumia 950 đó. Thì đó là một số những cái trải nghiệm cơ bản của mình về cái điện thoại này. Thì mình sẽ chia sẻ nhiều hơn, đặc biệt là cái phần camera có vẻ rất là hứng thú ở trên cái điện thoại mới Samsung Galaxy S7. Xin cảm ơn các bạn.